tại thì mọi người đang tập hợp đông đủ tại trạm xe buýt nha, để chuẩn bị xuất phát đến cái khu du lịch sinh thái Song Long nha các bạn. Đó, bây giờ mọi người đang tập hợp rất là đông đủ rồi đó, chúng ta chuẩn bị tiến hành đi thôi. À, lên đường thôi các bạn. Rồi cuối cùng thì cũng đã đến nơi nha các bạn. Đây chính là khu du lịch sinh thái Song Long nha. Chúng tôi từ hồi 6 giờ đêm từ miền Nam ra Bắc mà tới giờ mới tìm được cái chỗ dừng được để về. Tìm được cái chỗ đây các khu du lịch nào mới mở ra, khu du lịch nào mới thì nhớ rồi hướng dẫn đường đi nha. Đề nghị em nào ở không rảnh đừng có tìm chỗ chơi. Rồi bây giờ cho mấy đứa nhỏ đi tắm nha. Đây các bạn xem nè, đó mấy đứa nhỏ đang tắm rất là vui luôn các bạn. Đó, nước rất là trong nha các bạn. Đó, đó hai đứa kênh nhau kìa. Đứa này tạt nước đứa kia. Cho đây được nè, cho đây được xuống nè. Yeah, yeah. Cảnh vật ở đây rất chi là đẹp nha các bạn. Đó, những cây lưỡi hổ nè, những con thú nè. Đó, cảnh bức tường rất chi là đẹp luôn. Nước thì rất là trong suốt nha. Ở trên thì được phủ lưới râm rất là mát mẻ nha, rất thích hợp cho những em nhỏ tới đây chơi nha. Rồi bây giờ là chơi bật band nha các bạn. Đó.
đây là rất là vui luôn. Lên nè, lên nè, xuống nè, lên nè, xuống nè, lên nè, xuống nè, ở bên rất là vui luôn. Rồi đổi chỗ nè, lên xuống nè, lên xuống nè, lên xuống nè. Hết hộp. Rồi, hít xà luôn nè. Hết luôn, nhảy lên được gì hết. Rồi qua đây chơi khác. Rồi tiếp theo là leo núi nha các bạn. Leo này, leo này. À, trời leo mà không chịu bước lên trên cái cục leo gì hết. Rồi xong luôn. Em đi chơi nãy giờ mệt quá, bây giờ đang ngủ trưa đây. À, đang ngủ trưa. Tối gì luôn bắt đầu lại bọn. Mà các bạn ơi, người đẹp trên biển nè. Rồi chơi không muốn lên luôn kìa, kêu lên dùng khóc quá trời kìa. Ở đi kiếm chỗ chạy xuồng. Kiếm chỗ chạy xuồng. Đây 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 qua. Kiếm chỗ chạy xuồng, kiếm chỗ chạy xuồng. Chạy xuồng. Đây đây chạy xuồng nha. Chạy xuồng đã lắm. Đã lắm. Có anh Phước mà. Anh Phước về à. Chơi đã đời giờ đói nè. Em là caramel nha. Caramel. Caramel á. Vô. Ở đây đâu rồi? Ai tao sao? Tao thấy tao cái tao vô. Sao không có cái máy nữa? Cứ chụp thoải mái đi. Dạ đi đoạn thôi. Ủa, cái này đẹp nè, cái này đẹp nè. Nó không cho mình chụp hình luôn á.
Dạ dạ. Ồ cảnh này đẹp quá ha. Cảnh nó đẹp quá trời luôn. Lát đi lát lại thay đồ đi. Dạ dạ dạ. Giờ này nó không cho đi nè. Quá trời cuồng chứ cuồng. Giờ đi chơi em cho xuống. Nó cũng sai sai mấy thằng. Sao nó nguy hiểm quá ta. Chú ơi cho lái cái này em. Đúng không? Dạ con đi luôn. Nãy giờ đợi phiếu quá trời nãy giờ mà. Con đợi lâu lắm rồi đó. Cái này tái xuống sông chú. Nước cạn không? Cạn chứ không sâu rồi. Rồi rồi. Chèo sao chú? Sao chèo? Thì mày bơi ra. À rồi rồi, con hiểu rồi. Rồi. Chạy xuống luôn, lấy xuống rồi. Đây. Biết chèo á. Ngồi thôi, đâu. Chèo nó trời. Ngồi cho căng xứng vậy, ngồi cho nó căng xứng vô mới được. Chị leo lên giữa đi. Leo lên giữa con, đừng ngồi bên hông. Ngồi giữa đi. Chạy qua bên đây nè chị, chị ngồi bên đây cho nó căng xứng luôn nè. Tháo qua đây cho nó cơ thể. Quay xuống đây thôi. Cái gì mà kêu đi lùm lum vậy mẹ. Cái gì mình đi vòng vòng qua đi. Đi qua dựng thú chưa mày ơi? Má ổng lên đây quá ổng ngồi rồi. Đi dựng thú chưa? Ổng kìa rồi. Có tính giờ không? Không, thoải mái chơi trường đồ ngắn thì trả.
đúng rồi, vậy đó, vậy chính xác luôn. Giỡn thôi, vào cái thiện này, vào cái thiện này. Giỡn qua vòng vòng đi đó, bụi keo, bụi keo. Hồi nãy giờ giỡn cái gì vậy thiện này? Em bé tập chơi xích đu nè. Nhanh nước con. Lên. Không chịu lên luôn. Ê, chú xuống kia luôn được kìa. Chú dưới cầu được kìa. Tụi nó biết chèo rồi đó. Biết chèo đâu, chèo một hồi là quen à. Lên chưa? Rồi, hai thằng kia nó đi tới đâu luôn rồi kìa. Cứ lên. Kèo qua lá cầu đụng đầu. Đang về đó. Có hú đâu mà coi. Có hú rồi. Ẩm thực là ăn nè. Mới 11 mấy à. Đi vô trong cái hú.
Này giờ có thú không? Đây có thú. Hãy chờ người ta bắt cái ngang ra thôi, đừng có hái nha. Ờ để đó đi, cho nó quay phim đó đi. Cho nó dọn. Nó trời. Đút cái mặt vô, đút cái mặt vô cả. À nó có một vết hả? Ờ một cái. Đó. Rồi quay đã giờ ngủ ngon chưa kìa. Nhìn cái miệng thấy ác thiệt chứ. Chiều nay không? Không, bà chưa nhắn tin nè. Hello. Em mày đi chơi chụp nước nha. Đi chơi nước. Ở đây này nè con. Ở đây xuống này con. Đi đi con, đừng đi. Đi đi con. Đây nhân. Đi đó nha. Ờ cam nó kệ nó chưa xuống giờ. Đứng đây, đứng đây. Đi đi con. Đứng đây, đứng đây. Đứng đây. Con mà chút. Đứng đây. Đó. Đứng đây xuống. À. Đau luôn mà. Chờ nó xuống. Để tao coi cái con thôi. Đi không? Đi đi. Đi đi không? Đúng là quản lý khu rừng này đó. Đi đi. Lớn lên xả đây. Lên lên đây này con lên cái bờ này nè. Lên bờ này nè. À cho đó được rồi, cho đó được rồi. Thấy rõ ràng. Trời ơi, em luôn đẻ quá nha. Thôi, thôi. Thôi, thôi.
leo lên luôn. Đang leo lên luôn, mình tụt xuống. Ừ. Bên kia rồi, con bên kia tụi nó đâu. Nãy tụi nó chơi này nè, cái phao này. Nhớ cũng mất chân. What the fuck? Giọng em chứ là chảnh luôn khỏi luôn. Dạ. Cả nhà cùng nhau đi ăn trưa nha.
cái dù rồi chị? Cái dù mình nó thuê vậy? Dù của mình em thuê. À. Kệ kệ em bé ơi. Yeah. Kệ em bé kìa. Thằng tay vậy, thằng tay vậy. Cái dù đẹp ghê á. Qua nói chuyện với nhỏ. Mày chân cột. Đánh xe đang thắt vậy lắm. Rồi bây giờ về sách về nè, đông đủ quá. Cột trước nè, nó rộng nè. Rồi còn đây là vách đá các bạn. Nhìn vách đá có những hang động rất chi là đẹp nha các bạn. Rồi đang tiến hành đi ra cổng nha các bạn. Rồi cái cảnh trên cầu rất chi là đẹp luôn. Hồi nãy mình có chụp máy tắm rồi. Rồi đang tiến hành đi ra cổng nha các bạn. Đó, vừa nãy vào mình cũng đã chụp thác nước này nè. Rất chi là đẹp luôn. Các bạn thấy thác nước không? Đang ở trước mặt này các bạn. Đó. Rồi bây giờ đi ra cổng này các bạn. Rồi bây giờ đang trên đường đi ra cổng các bạn. Đây. Khu du lịch sinh thái Song Long. Rồi xong, trời sắp mưa luôn. Sáng đi đến nơi nắng chang chang, chiều thì muốn mưa luôn. Rồi một lát nữa đường nào đi về cũng mắc mưa thôi. Bye. Bye.
Rồi về thôi cả nhà ơi. Các bạn hãy nhấn like, share, subscribe kênh. Và đặc biệt là đừng quên nhấn vào chiếc chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem video rất là nhiều. Chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sau.